Theo quy hoạch được phê duyệt cơ cấu mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội của cả nước, tính đến năm 2030 đạt tối thiểu 725 cơ sở, cả công lập và ngoài công lập. Trong đó, tối thiểu 90 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi, tối thiểu 94 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, tối thiểu 130 cơ sở cai nghiện ma túy, tối thiểu 130 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tối thiểu 117 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật, tối thiểu 164 cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp và trung tâm công tác xã hội. Về quy mô chăm sóc, bảo đảm cung cấp dịch vụ chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lang thang, cơ nhỡ, nâng công suất chăm sóc tại cơ sở từ 45.000 người năm 2020 lên 65.000 người năm 2030, trong đó công suất chăm sóc tại các cơ sở ngoài công lập tối thiểu 42.000 người vào năm 2030.